Nguyên Khôi Audio xin kính chào các bác nhé. Đang chiều ngày hôm nay rảnh em lại tiếp tục là test cặp loa mới về shop Nguyên Khôi. Thì trước khi vào nội dung thì cũng như thường lệ thôi, bác nào đang xem clip của Nguyên Khôi thì các bác mà chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì cho em một nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để mục đích để thường xuyên em cập nhật những sản phẩm mới nhất về thì em sẽ up lên cho các bác. Các bác nào thích món nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại Nguyên Khôi Audio 0982922168 hoặc kết bạn Zalo cho em theo số điện thoại trên để được gửi hình ảnh cụ thể và tiện trao đổi. Không để các bác đợi lâu thì em vào luôn nội dung chính. Trong màn ảnh nhỏ các bác là em đang test một cặp loa tai noi. Cặp loa tai noi này là cặp loa tai noi Mercury F4 các bác nhé. Tai noi Mercury F4. Đây là một cặp loa tầm giá ở mức giá bình dân thôi các bác nhé. Bình dân thôi. Rất đẹp. Cặp loa này là vỏ gỗ lạng, chiều cao tầm khoảng độ 9-15mm. Em sẽ đo về chiều cao kích thước cụ thể cho các bác nhé. Chiều cao là 98cm cho các bác nhé. Chiều cao cặp loa này là 98cm, chỉ xoát 1m luôn. Về chiều ngang là bề ngang là 20,5. Chiều sâu là 28cm tính cả e căng nha các bác nhé. 28cm là tính cả e căng. Đấy. Thiết kế thì rất đẹp. Cặp loa thì với chiều cao này thì rất phù hợp với các cái không gian nhà hiện đại, nhà chung cư, nhà mới với những nội thất hiện đại và ghép với những cái con âm ly đời mới cũng không cần phải cao cấp lắm đâu các bạn. Cặp này cũng là dễ ghép thôi. Về thông số thì cặp này thì 8 ohm, độ nhạy của nó là 91 decibel. Sở hữu là hai bát người loa ba đường tiếng đấy các bác nhá, bát thật đấy ạ, loa ba đường tiếng, sở hữu hai bát 18 và một con tép đom ở giữa. Thiết kế là lỗ thông hơi nằm ở phía đằng trước. Về đặc biệt là cái dòng lỗ thông hơi phía đằng trước này thì nó không kén về cái phòng kê như là vị trí kê như là lỗ thông hơi phía đằng sau. Đấy, các bác là kê có thể cách tường từ 20-30cm thì nghe âm thanh nó rất là hay. Đấy, đây là lỗ thông hơi ở phía đằng trước, thiết kế một lỗ thông hơi nha các bác nhé. Giờ em sẽ quay cận cảnh cho các bác. Đấy, phía trước vẫn còn nguyên tem tai noi. Vỏ này là vỏ gỗ lạng, lạng gỗ sồi đó các bác nhá, vỏ gỗ sồi chứ không phải là dán simeni. E căng nó là e căng vẫn còn zin, e căng zin các bác nhá. E căng này là e căng nhựa, e căng nhựa các bác có thể là lau giặt thoải mái, không phải sợ bị gãy bong chóc như là dòng e căng gỗ. Về loa thì các bác là tất cả là gân loa, màng loa còn rất đẹp cho các bác nhá, tép loa, các tuyến loa căng mọng luôn, không có bị móp méo hay là gân nó bị ghẻ lở cái gì cả các bác nhé. Gân còn rất mềm, rất tốt luôn, các bác có thể dùng thoải mái, không bao giờ sợ bị thay gân. Cái dòng này dùng thì trừ tác động vào thôi, loa tép còn căng mọng này các bác nhé. Chiếc bên này cũng vậy. Đấy. Màng bát và gân rất đẹp, kể cả loa tép ở dưới. Đây là hai bát thật nha các bác nhé. Con trên là con giải trung và con ở dưới là con trung trầm ở phía bên dưới. Loa tép phụ trách giải cao nằm ở giữa, lỗ thông hơi. Đấy. Về thanh quách thì các bác là rất đẹp, không cấn cá bong chóc lở loét gì. Đấy. Thanh quách rất đẹp luôn. Gỗ lạ, rất đẹp nha các bác nhé. Rất đẹp luôn. Các góc cạnh không bị sờn, không bị ghẻ lở gì cả. Em sẽ quay phía sau cho các bác. Quay phía sau cho các bác nhìn. Phía sau thì là thiết kế là 4 cầu loa cho phép đánh DIY này các bác nhá. Đấy, đánh DIY. Tai noi Mercury F4. Đấy. Tai noi Mercury F4. Đẹp.
rất đẹp các bạn. Tôi cố quên người lại càng yêu hơn. Em quay nó trước này, các bạn nhìn phía sau. Phía sau cũng đầy đủ về cọc loa, về cọc loa và tem luôn, cũng đầy đủ luôn. Hành quách cái này cũng vậy, rất đẹp, không có bong chóc lở loét gì các bạn nhé. Mặt sau nó cũng lạng gỗ luôn chứ không phải là dán CD đâu bạn. Cái càng trước này đây, cái càng cũng rất đẹp các bạn nhé, rất đẹp luôn. Em đang ghép với là con âm ly của anh, cũng của anh là Musico Synthesis. Em ghép với con âm ly này cũng tương đối hợp. Cái cặp loa này không phải là cặp loa là dễ à khó đánh, bởi cái độ nhạy của dòng loa cột, loa cây, cây cột hoặc buxel thường thường nó dưới độ nhạy của nó dưới 90 decibel. Nhưng riêng cặp này thì nó lại là độ nhạy là 91 decibel. Các bác có thể tra thông số cụ thể hoặc là các bác không biết thì kết bạn cho em theo số điện thoại Zalo thì em sẽ gửi thông số và tư vấn cụ thể cho các bác. Về đôi loa này, dòng loa tai noi nói chung và đôi loa tai noi Mercury F4 này nói riêng thì các bác này, em nói các bác chất âm thì của Anh Quốc thì các bác biết rồi, rất trong trẻo mượt mà, trung âm thì lồng lộng luôn. Đấy. Và đôi loa này thì nó rất là phù hợp với cái dòng nhạc acoustic. Đấy. Acoustic nhạc trữ tình à, chơi rất là hay. Đẹp lắm các bạn, đôi loa này rất đẹp, rất phù hợp với các cái căn phòng hiện đại, nhà chung cư, chung cư, những căn chung cư mà bày đôi này lên thì kể cả về hình thức, về chiều cao và cũng là về bố trí, về loa và về chất âm, chơi với cái tầm giá mức trung bình là hay, hay vượt tầm giá luôn. Và loa thì em bao zin toàn bộ cho các bác nhé, em bao zin toàn bộ cho các bác. Em về em vẫn chưa tháo ra, em test lên luôn thì là em vẫn lau chùi đưa lên cho các bác thôi. Bác nào muốn sở hữu đôi loa này hoặc là muốn ghép bộ thì là alo cho em nhé. Ghép bộ với những bộ mà ghép với là cặp loa này thì nó chỉ loanh quanh trên dưới tầm khoảng độ là trên dưới 20 triệu một chút là được một bộ loa và âm ly để chơi là rất là hay rồi. Em nghĩ là chỉ loanh quanh ghép bộ với cái đôi loa này thì âm ly vào nữa là tầm khoảng độ trên dưới 20 triệu một chút thôi, cũng tùy theo cái tài chính của mỗi người. Bác nào cần thiết thì hoặc là có âm ly rồi thì alo cho em để sở hữu, còn không thì các bác là bảo em ghép bộ, nhờ em ghép bộ thì em cũng ghép luôn cho các bác. Sau đây là mời các bác nghe thử một đoạn nhạc nhé. Giờ đành chia phôi. Tình này tôi đã mượn vay. Về trung âm thì rất hay các bạn ạ. Trung âm hay. Dài dưới rất là mềm mại, nhẹ nhàng, sâu lắng. Dài cao thì là rất là sạch sẽ. Với những dòng nhạc này, cái đôi loa này chơi em mà nói xin trả cho đời riêng đơn đau này. Trung âm đồng đồng luôn các bác ạ. Em ghép với đang ghép với con âm ly xin thưa xin. Đấy, con này là con cũng cực hiếm ở thị trường Việt Nam luôn các bác nhé. Xin thưa xin Musico Factory. Các giải tuyệt vời các bạn ạ. Với những mức giá và tầm giá bình dân của đôi loa này thì em nghĩ là rất là hay rồi. Đời một người con gái trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo.
đây nhạc có tiếng bát hơi mạnh một tí nha các bác nhá. Đĩa rất là bình thường thôi các bạn. Đĩa toàn đĩa chép thôi. Dùng dọn luôn các bác nhá, dùng dọn luôn. Xin phép là kết thúc video ở đây. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác trong thời gian vừa qua đã ủng hộ em và cũng là quan tâm theo dõi clip này. Chúc các bác một buổi chiều